Chào mọi người, đây là buổi 83 trong hành trình cải thiện phát âm. Thì hành trình này gồm có 80 bài. Hành trình này gồm có 8 khóa, mỗi khóa gồm có 40 bài. Thì đây là khóa số 3. Xuyên suốt hành trình mình sẽ hướng dẫn các khẩu hình của các âm trong bảng ký hiệu phiên âm quốc tế IPA. Đồng thời, mình sẽ hướng dẫn kỹ thuật cắt âm, nối âm, cắt cụm, lướt âm trong các bài truyện James mình đang có trên kênh TikTok Từ Vựng Tiếng Anh Từ Số 0. Bài hôm nay là bài truyện James Celebrity. Bây giờ các bạn sẽ nghe máy đọc trước ha. Celebrities can create trends such as fashion, dances, or slogans which go viral expeditiously. They might shape a certain standard in their field. Most of them are paid a huge amount of money to do what they are fascinated about. However, their private lives seem to be full of pressure because they may be criticized by the public due to minor mistakes. Okay. Rồi, từ đầu tiên. Celebrity. 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 Từ celebrity này á thì nó sẽ có là 1 2 3 4 vần. V là sơ xuống giọng là sờ, ờ với e căng miệng là la. Br với ơ là bro xuống giọng là bro. Âm tờ có dấu nhúng này thì đọc là d, với y là d xuống giọng là d. Celebrity, chỗ này các bạn lưu ý tổ hợp phụ âm br ha. Celebrity, celebrity. Create. Create, các bạn không đọc là ray ha. Create, ở đây mình có hai vần, vậy thì dấu nhấn nó sẽ rơi vào vần số 2, cho nên hai cái vần các bạn nghe nó có vẻ ngang ngang nhau. Đây là tổ hợp phụ âm thì cái nguyên tắc của mình là lấy cái âm bên phải ngoài cùng kết hợp với nguyên âm thì nó sẽ thành là re, sau đó đệm cái âm còn lại vào là cre, lên xuống giọng là cre. A đây là nguyên âm đôi, bật âm tờ eight lên giọng eight. Create, create. Trend. Trend. Ở đây á, cái từ, cái chữ viết và các âm thì có vẻ nó giống giống nhau ha. Ở đây mình có tổ hợp phụ âm tờ r, vậy thì các bạn lưu ý là âm r nối với e là ra, âm n vô là ran, âm đ vô là rand. Sau khi nối tất cả lại mới bật âm tờ vô là trend, trend, trend. Âm d này là âm hữu thanh, có nghĩa là rung cổ họng. Cho nên chữ sờ ở đây mình sẽ đọc là âm z, âm z ha. Trend, trends, trends. Slogan. Slogan, slogan, các bạn không đọc slogan ha, không phải là âm o giống như tiếng Việt, mà ở đây mình có cái nguyên âm đôi là o o, vậy thì mình đọc là âm o chu miệng, xong rồi âm u hơi chu chu ra một xíu, nối âm qua là o o. Slow, slow, slow. Vậy thì ở đây mình có là vậy thì ở đây mình sẽ có cái tổ hợp phụ âm là sl ha. Vậy mình nói âm l vô là low, bật âm sờ vô slow, lên giọng slow. G với ơ là g, âm n vô là gần, xuống giọng là gần. Slogan, slogan. Và âm này là âm rung cổ họng, cho nên khi thêm âm sờ vô thì chỗ này mình sẽ đọc là âm z. Slogans, slogans. Ở đây mình có cụm go viral, có nghĩa là trở nên thịnh hành đó các bạn. Cụm này rất là hay, các bạn cũng có thể học để mà mình sử dụng ở trong cái bài thi của bạn cũng được. Go viral, trở nên thịnh hành. Rồi, từ này rất là khó đọc. Quá dài ha. Expeditiously. 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 Các bạn nghe lại lần nữa. Expeditiously. Expeditiously. Từ này thì nó có nghĩa là nhanh chóng, mau lẹ, chóng vánh, có nghĩa là trở nên, họ những cái người nổi tiếng đó họ trở nên nổi tiếng rất là nhanh đó. Vậy thì chữ này là mau lẹ,
nhanh chóng. Vậy thì mình có từ này là ek, e với k là ek, dấu nhấn phụ nên giữ ngang giọng không lên không xuống. Ek, sờ, âm bờ là âm bật nhưng đứng sau âm sờ và đứng trước nguyên âm thì nó sẽ thành âm cứng, âm bờ giống như con bò, con bê của tiếng Việt. Vậy mình có là spur, spur, không có dấu nhấn gì cả nên xuống giọng là spur, expert, expert. D với E là D, lên giọng là D, tại vì dấu nhấn này là dấu nhấn chính ha. Sh, cong lưỡi tròn môi. Sh, với E là sh, với S là sh, xuống giọng là sh. O với I là ly, xuống giọng là lì. Egg, spur, D, sh, lì. E, egg, spur, D, sh, lì. Expeditiously. Rồi, ở đây mình có celebrity là chủ ngữ, country, age là cộng động từ, tạo ra cái gì, tạo ra cái trends, các chỗ này giống như là fashion, dances hoặc là slogans which go viral expeditiously, dấu chấm cuối câu xuống giọng luôn. Vậy chỗ này mình có celebrity, mình sẽ nhấn nè những cái mà mình tô màu vàng thì mình sẽ nhấn, còn lại mình không nhấn ha. Celebrities can create trends such as fashion, dances, or slogans which go viral especially expeditiously. Again, huh? Celebrities can create trends such as fashion, dances, or slogans which go viral expeditiously. They made shape. Cái này không phải là hình dạng ha. Động từ nó là định hình đó rồi. Shape. Shape, shape, âm bờ tận cùng á, bật ra mạnh quá thì nó nghe nó hơi dị, tại vì đọc có một từ rồi cho nên mình bật mạnh vậy, nhưng mà khi mà vào trong một cái câu hay cái cụm thì mình sẽ nhẹ lại, giảm giảm bớt lại, còn đọc riêng một mình thì mình đọc cho nó rõ rõ ra để cho các bạn dễ nghe thôi. Shape, shape, âm sh, cong lưỡi lên, cong môi lên ha. Với A nguyên âm đôi là shape, bật âm bờ ra, shape, shape, shape. Certain. Certain. Ở đây mình có từ certain này á, mình có cái âm ơ nó dài ha các bạn, âm dài hơn một xíu, cong lưỡi, gồng lưỡi lên sir, lên giọng sir. Ch, với ơ là tơ, thêm âm nồi dưới là chân, xuống giọng là chân. Certain, certain, certain. Bạn muốn hiểu nghĩa của cái bài này thì các bạn có thể vào trong kênh từ vựng tiếng Anh từ số 0 của mình, kênh TikTok của mình, để các bạn xem những bài truyện chêm, thì ở đó nó có việc nghĩa tiếng Việt ra cho các bạn luôn ha. Standard. Standard, standard. Ở đây là tiêu chuẩn. Vậy thì từ tiêu chuẩn này mình có một cái lưu ý cho các bạn. Âm tờ là âm bật. Tuy nhiên khi mà nó đứng sau âm sờ và đứng trước nguyên âm thì nó sẽ thành âm tờ cứng như tiếng Việt. Thì nó sẽ đọc là st, chứ không là st, trừ khi nó đứng cuối từ thôi. Còn nó đứng mà đầu từ hoặc giữa từ mà có cái nguyên âm thì nó sẽ là âm cứng ha. Vậy ở đây mình có st với e là ste, âm nào như là stand. Để mà không có bị lỡ mất từ thì các bạn sẽ đọc là tờ với e là te, âm nào như là ten, xong bật âm sờ stand, stand, lên stand. D với ơ là đơ, lên xuống giọng đờ, bật âm đờ, đờ, standard, standard. Field ở đây không phải là cánh đồng nữa ha. Field là mình lấy cái nghĩa là lĩnh vực. Field. Field, field, từ này mình cũng đã nhắc ở những cái bài mà những cái bài viết về mùa rồi đó, mùa hè đó, thì mình có cái từ này mình cũng nhắc các bạn nhiều lần. Thì lưu ý là âm l ở đây cong lưỡi lên nào. F, à f, i là phi, cong lưỡi âm l là feel, bật âm d field, field. Rồi những cái chữ mà mình tô màu vàng thì mình sẽ lên giọng, còn lại mình không lên giọng. Rồi mình sẽ cắt ở đây. Đây là cụm giới từ đứng cuối cùng xuống giọng. Chữ này Might. might, they might, might. Okay, they might shape a certain standard in the line, in the field. They might shape, shape với ở có thể nói thành là shaper, shaper ha. Certain standard in their field. It's a huge amount of money.
to do what they are fascinated about. Cái cụm mà be fascinated about là họ yêu thích á, đam Fascinated. The fascinated này thì cũng khá là nhiều vần. Mình có e là fair, âm sờ như là fast, nên gọi là fast. Âm sờ đang đọc nối qua ơ với ân là sền, fashion. Âm nền ngân qua n với a là nay, fascinate, với i là t, bật âm đền là t, xuống giọng là t, fascinated. Rồi, most of them, chỗ này cắt cũng được. Are paid a huge number of money. Cắt, to do what they are fascinated about. Nguyên cụm đó, cố gắng kéo dài hơi luôn. Most of them, thì nên most of them. Are paid a huge number với top, nói number top. Many to do what they are fascinated about. Rồi những cái từ màu vàng là những từ mình sẽ nhấn vô, còn lại mình không nhấn. Most of them are paid a huge number of money to do what they are fascinated about. However, their private lives, từ này riêng tư. Private. Private, pr ha, các bạn là tổ hợp phụ âm cho nên mình sẽ đọc âm r với i là right, để mang bờ vô là private. Chỗ này không đọc là các bạn đọc là gì ta? Private. Âm y nó rõ quá cũng không được. Cái này là nó không có dấu nhấn cho nên mình có thể chuyển qua âm schwa là âm lướt ha. Private. From the pressure, áp lực. Pressure. Pressure. Ở đây các bạn lại gặp tổ hợp phụ âm pr nữa, thì cứ là âm r nối qua là r với e là re, âm bờ đệm như là pre. Sh. Âm sờ nặng khuôn miệng tròn cong đầu lưỡi sh với ơ là sơ xuống miệng là sờ. Pressure. Là bị chỉ trích hay là bị phán xét. Criticize. Criticized. Nguyên gốc của nó thì có tới âm giác thôi. Criticized. Kr với y là cri. Âm tờ có dấu nhúng là g với xuống giọng g. Tờ với y là t á, xuống giọng là t. S với i là size. Âm giác như là size, xuống giọng là size. Criticized. Âm giác này là âm z, rung cổ họng cho nên y đi chỗ này mình sẽ đọc là âm d. Criticized. Due to minor mistakes. Ok, rồi. Chỗ này however nhấn nè. Lives full of pressure because they criticized by the public due to minor mistakes. Đó. Rồi cắt nha. However, cắt nè. Seem to be their private lives, chủ ngữ seem to be cộng động từ full of pressure, tân ngữ cắt SVO đủ rồi cắt. Cái này là SVC ha. Because they may be criticized. Cái này cắt by the public. Nói chung chắc là theo cái cảm hứng của mọi người, nhưng mà phải đúng cụm, phải đúng ngữ pháp, các bạn phải tìm hiểu ngữ pháp. Với lại là tùy theo cái hơi của bạn dài hay ngắn nữa. Nếu mà hơi dài thì mình có thể cắt cái cụm xa xa một chút. However, their private lives seem to be full of pressure because they may be criticized by the public due to minor mistakes. Rồi mình đọc lại bài nha. Celebrities can create trends such as fashion, dances, or slogans which go viral expeditiously. They might shape a certain standard in their field. Most of them are paid a huge amount of money to do what they are fascinated about. However, their private lives seem to be full of pressure because they may be criticized by the public due to minor mistakes.